đây là một cái mẫu váy dành cho những chị tầm từ 40 cho đến 60 tuổi, mặc thì rất là phù hợp và thanh lịch nhá. Và cũng giúp cho mọi người có một cái mẫu váy nhìn nó khác lạ hơn bình thường một chút. Mẫu này thì chất liệu đó chủ yếu đó là chất liệu yumi cotton co giãn 4 chiều, mặc rất là thoải mái này. Đó, nó có hai phần xẻ tả ở đây, nhìn rất là điệu luôn này. Mẫu váy này thì nếu mà không thắt beo ấy, nó sẽ là dáng suông. Dáng suông như này mọi người có thể mặc hai kiểu nhá. Có thể là mặc dáng suông như này cũng được này. Đó, nó sẽ suông như này, nó suông như là những cái váy suông full bình thường mà Phương vẫn review ấy. Ngoài ra thì nếu mà mọi người muốn mặc cái váy này để đi làm, đi gặp đối tác thì mọi người có thể là sẽ sử dụng cái beo này thắt vào phần eo như này nhá. Đó, thì cái phần bèo đi thêm kèm này đấy, nó sẽ tạo thành như một cái váy, như một cái áo giả váy, rất là đẹp luôn. Mọi người thấy hay không? Rất là hay luôn nhá. Thắt cái beo và là nhìn cái váy nó sang một kiểu khác hẳn. Không thắt beo thì có thể là nhìn nó theo kiểu hơi nhẹ nhàng, rồi có thể mặc ở nhà được đúng không? Nhưng thắt beo phát là nhìn nó sang hẳn bao nhiêu luôn, là thành đi làm được luôn. Đây, mẫu này thì mọi người mặc ra ngoài đường ấy, mọi người có thể phối một chiếc túi bản trơn như thế này, xong rồi nói chung là xong rồi mình chỉ cần đi một đôi guốc kiểu sang đan xinh xinh như thế này thôi là nhìn đã rất là đẹp rồi. Mẫu váy này thì được có màu là màu kiểu như xanh tím than ấy, nên là sẽ giúp chúng ta nhìn mignon hơn rất là nhiều nhá. Mặc cái mẫu váy này thì mọi người có thể làm tóc giống như Phương này, tức là buộc nửa hoặc là cũng có thể búi tóc đều xinh. Bên này cũng xinh luôn, bên này cũng xinh luôn. Mẫu này váy này thì cũng có đủ size SML và XL. Mọi người nếu mà thích hoặc là thích được tư vấn ấy, thì tốt nhất là mọi người nên để lại comment hoặc là inbox trực tiếp cho Mega Fashion nhá. Thì được các admin sẽ tư vấn cho mọi người xem là mọi người phù hợp với size gì. Mẫu váy này thì là chất liệu có giãn 4 chiều thì hoàn toàn mọi người có thể mua online được. Một cái mẫu váy siêu sang như thế này, bình thường là chúng ta phải thử lên thử xuống, nhưng mà Phương đảm bảo mọi người luôn là cái mẫu váy này mọi người không phải thử đâu. Mọi người mua online là đã đẹp rồi, đỡ phải mất công đến thử.